Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Test From Home. Bây giờ đang là 4 giờ chiều thứ bảy và mọi người biết là thứ bảy thì sẽ có series gì mới ở trên channel của mình không nhở? Chính xác rồi, đấy chính là series Ăn gì ở Paris và hôm nay chúng mình sẽ đến với tập 3. Lần trước thì chúng mình đã thử một quán mặn rồi và hôm nay thì chúng mình sẽ quay trở lại thử một quán trà và cà phê, một quán ăn đồ ngọt nhé. Và hôm nay thì chúng mình sẽ ghé thăm một quán cực kỳ mới ở Paris. Quán này là một quán cà phê Hàn Quốc mới mở tầm 1 tháng ở Paris thôi và tên cũng rất là hay, tên là Bichini. Lúc sáng thì mình tìm ngược lại là Bichini, thế nên là ra toàn kiểu bikini ở mãi không tìm ra địa chỉ. Nhưng mà quán này tên là Bichini và sáng nay thì mình đọc thì quán này, cái tên của quán này là Bichini thì là được inspire, tức là được lấy cảm hứng từ tên của chủ quán. Mà chủ quán tên là gì? Chủ quán tên là Kim Hyun Bin. Sau lúc mình đọc thấy Hyun Bin xong mình kiểu hay là chính là anh Hyun Bin của Phim Secret Garden. Nhưng mà không phải đâu, chắc là không phải đâu. Mà nếu mà phải thì ca tốt chứ đúng không? Bây giờ thì chúng mình sẽ vào quán nhá, bởi vì là quán giờ này cũng đã khá là đông rồi, thế nên bọn mình phải vào quán lấy bàn đây. Chúng mình đi thôi nào. Nằm ở quận 3 gần Arc de Métier, khu có rất nhiều những quán cà phê, bánh ngọt châu Á nên dù mới mở cửa được chưa đầy một tháng, nhưng Bichini đã thu hút được rất nhiều những thực khách yêu thích và muốn khám phá nền văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc. Anh chủ quán dù không phải Hyun Bin trong Secret Garden nhưng cũng cực kỳ dễ thương. Anh ấy đã theo học một khóa làm bánh ở Hàn nên tất cả các loại bánh trong quán đều do anh ấy tự làm luôn. Điểm thích nhất ở quán là khung cửa sổ siêu lớn nên có thể thu hết được ánh sáng ban ngày tự nhiên. Quán nằm trong một hẻm nhỏ nên không gian cũng rất yên tĩnh, phù hợp cho những buổi trà chiều. Mọi người có thể ngồi trước khung cửa sổ, vừa thưởng thức trà bánh vừa ngắm khung cảnh ở ngoài rất dễ chịu. Menu của Bichini có các loại cà phê, trà và đặc biệt nhất là món uống tiramisu lạnh với rất nhiều vị khác nhau, từ matcha, gừng đến sô-cô-la đen. Ngoài ra thì ở cuối bánh mọi người cũng có khá nhiều lựa chọn, những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, được chăm chút trang trí rất tỉ mỉ nên trông chiếc nào cũng hấp dẫn. Hôm nay chúng mình thử 3 loại, bánh matcha, bánh trà đen và bánh dâu. Khi chị chủ mang ra bọn mình nhìn có không nỡ ăn luôn ý. Đầu tiên chúng mình sẽ cùng thử món uống tiramisu lạnh vị dâu nhé. Cảm nhận đầu tiên của mình là món uống này rất tươi mát. Tươi vì các anh chị chủ không sử dụng siro dâu đóng chai mà nghiền dâu tươi và đun cùng chút đường để có phần siro homemade cực kỳ ngon. Mùa này còn đang là mùa dâu nữa nên món này miễn chê luôn ạ. Bên trên là lớp kem và phô mai mascarpone béo ngậy. Nghe thì có vẻ hơi ngấy một chút nhưng món uống này được pha rất vừa vặn. Thỉnh thoảng có hơi khó hút một chút vì bị vừa mềm miếng dâu tươi ở dưới thôi. Một cốc như thế này có giá 6 euro. Lúc sau mình thử loại tiramisu sô-cô-la đen của bạn mình uống cũng rất ngon và đậm vị sô-cô-la. Tiếp theo là món bánh dâu siêu xinh này với các trang trí rất đơn giản và hiện đại. Bánh rất hợp với khẩu vị của mình vì không quá ngọt, cốt bánh mềm, ẩm. Giữa các lớp bánh đều phết kem và xếp thêm dâu tươi nên cảm giác khi ăn rất thanh mát. Phần kem phết xung quanh viền bánh và bên trên mặt bánh có độ dày vừa phải, vừa đủ để kết nối các phần bánh với nhau nhưng cũng không làm át đi vị của cốt bánh và dâu bên trong. Món bánh thứ hai là bánh trà đen, có vị hơi giống với bánh trân châu đường đen thời gian trước cực kỳ nổi ở nhà, với phần cốt bánh có vị thơm nhẹ từ trà, kết hợp với một lớp kem xốp mịn bên trên. Và món bánh cuối cùng mà chúng mình thử ở Bichini hôm nay cũng là món bánh mà theo mình sẽ kỳ công nhất trong 3 món, đó là bánh matcha. Bên trong bánh có những lớp cốt bánh có vị matcha, xen lẫn với mousse matcha. Bên ngoài phết thêm kem tươi và ở trên được xếp thêm 2 miếng nama sô-cô-la nhỏ nhỏ xinh xinh. Điểm nổi bật của bánh ở đây đó là độ ngọt rất vừa phải và sự tỉ mỉ của anh chủ trong những từng chiếc bánh, từ hương vị đến cách trang trí. Nếu mọi người có dịp ghé quán thì đừng quên thử bánh ở đây nhé. Đã qua giờ trà chiều rồi nhưng mà hành trình ẩm thực hôm nay của chúng mình còn chưa kết thúc đâu. Bây giờ thì mọi người cùng đi ăn tối mình nhá. Tối nay thì chúng mình sẽ cùng thử một quán Trung Quốc cực kỳ ngon luôn. Quán này tên là Carne de Porc, ở ngay gần khu Saint Lazare, tức là ở trong trung tâm của Paris luôn, ngay cạnh khu mà Galeries Lafayette với cả là Fontan ấy. Thế nên là mọi người sau khi đi shopping xong thì có thể ghé qua đây để ăn những cái món Trung Quốc, những cái món tứ xuyên ấy. Mà thời tiết lạnh này thì cực kỳ hợp luôn, kiểu trời nó se lạnh mà ăn những món cay cay siêu siêu ngon luôn. Bây giờ thì chúng mình cùng vào quán thử xem là quán này có những món gì ngon nhá. Quán này mình tình cờ phát hiện ra cách đây hơn 1 năm vì thời gian trước mình đi làm ở khu vực này, và kể từ khi khám phá ra quán thì thỉnh thoảng mình vẫn ghé qua đây vì đồ ăn quá chất lượng luôn.
Tuy nhiên cũng vì quán ngon như vậy nên lúc nào cũng đông khách. Nếu mọi người đi nhóm đông như bọn mình hôm nay đi ăn tầm 9 đến 10 người chẳng hạn thì đừng quên gọi điện đến để đặt bàn trước cho chắc chắn nhé. Menu ở đây vô cùng đa dạng, từ các món mì đến thịt cá rau củ để ăn cùng với cơm. Nếu lần đầu mọi người đến đây mà mở menu, thấy món nào cũng trông đỏ đỏ cay cay thì đừng sợ vội nhé. Mình cũng không phải là người ăn cay quá giỏi đâu mà lần nào cũng chọn được những món hợp khẩu vị và ăn rất ngon miệng. Mình sẽ bắt đầu với những món mình thích nhất ở quán Carne de Bock lần này và khuyên mọi người nhất định phải thử khi ghé quán. Đầu tiên là món Mapo Tofu, hơi cay một chút xíu thôi nhưng ăn với cơm thật sự quá ngon luôn ý. Đậu phụ mềm, phần rốt sánh mịn và đậm đà. Có anh bạn mình có sẵn sàng đến quán chỉ vì ăn món đậu phụ này luôn. Món thứ hai vẫn là một món đậu phụ luôn, nhưng lần này là đậu phụ sốt trứng được dọ ra trong một khay gang nóng nên vẫn sôi sùng sục nhìn siêu hấp dẫn. Món này dành cho những bạn thích những món ngậy ngậy béo béo như mình. Phần đậu khi cho vào miệng sẽ tan chảy ở đầu lưỡi, phần sốt trứng mịn màng, mặn mặn, ăn rất đưa cơm. Nhưng món này mọi người nhớ ăn ngay nhé, vì nếu mà để nguội thì sẽ bị tanh một chút đấy ạ. Những món khác của quán ăn đều rất ổn, quán cũng đã gia giảm gia vị để phù hợp với khẩu vị của thực khách nên sẽ không bị quá cay hay quá dầu mỡ đâu ạ. Một kinh nghiệm của mình khi ghé quán là nên đi theo nhóm đông một chút thì sẽ thử được nhiều món hơn và giá cũng sẽ ok hơn nữa. Hôm nay bọn mình đi ăn bao nhiêu món mà cuối cùng mỗi người phải trả có 13 ơ, mình thì cực kỳ hợp lý với chất lượng đồ ăn ở đây. Còn cả nhà thì sao? Lần tới cả nhà thích mình ghé thử quán nào thì đừng quên comment phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này của mình và hẹn gặp mọi người trong những video review lần tới. Bye bye!